哎呦，又来！quay trở lại với channel của Linh Tiêu. Ngày hôm nay là một ngày chủ nhật khá là đẹp trời vì trời không có tuyết, lại còn khá là khô ráo sạch sẽ nên là mình đã quyết định đi chill out ngoài một tí. Bây giờ bọn mình sẽ đi ăn pizza, sau đấy sẽ đi shopping và cuối cùng sẽ đi uống cà phê và maybe là có thể đi xem phim nữa nếu như mà còn thời gian. Mọi người đi cùng mình nhá. Let's go. Đây là một người bạn đồng hành với mình ngày hôm nay. Đây là Trang. Thật sự buồn khi mà cái quán pizza của bọn mình định vào ăn nó đã bị vỡ nợ rồi. Đây, hoang tàn chán chưa? Làm sao mà có cái chuyện mà mình đi qua mà mình không để ý được đúng không em? Không phải mua xe ăn. Mỗi kế hoạch rồi bọn mình đã chuyển hướng plan B sang đây. Nên là bọn mình sẽ làm một cái tour ẩm thực ở trong này luôn. Let's go. Ăn gì em nhỉ? Bây giờ mới nước một món nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ gọi đồ Thái trước nhá. Gọi một tô nhâm. Thử đi. Nhưng mà cái này ở Việt Nam có du tang rất là ngon. Vậy mình nên thử cái này. Thử đi, em thấy cái này cũng kiểu hot hết mà quán này cũng hot hết đấy. Hơi giống phở nhỉ. Yeah. Không ạ? Đi đâu đây? Đi đâu đây? Đây mà. Gà mình đây mà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. It is Korean town. Đây là ô điện thoại của những người chuyên môn quên ví tiền và chìa khóa nhà. Người có thể nhìn. Bình thường vào đây là hay gọi cái này. Bò và bún chả. Bò quen thuộc. Hai cái này nhá. Hai cái này. Gỏi cuốn. Ok, ăn gỏi cuốn. Mình sẽ bắt đầu bằng món ăn quê mình trước. Lần đầu tiên mình thấy có một cái gỏi cuốn mà lại cuốn bằng xoài. Xoài chín vàng ươm. Topping gồm có hôm mày giới thiệu món này ăn Việt Nam xong rồi sẽ đến Trung Quốc cho nó gần nhau mày ạ. Đấy nhá. Ôi cái xì dầu như kiểu thuốc bắc vậy, chứ kiểu là thuốc ho bổ phế bảo thanh. Tao không thích cái nước này tốt cho vị chấm với cả sốt gỏi cuốn của bổ á. Nhìn tao thử nào. Amazing. Không ạ. Nhưng mà con vịt này hơi hôi nhá. Đừng có điểm. Món vịt này tiếp theo được món á. Mình sang Thái Lan đi cho nó gần. Thái Lan nhá. Đỉnh nhá. Làm tôm nhâm mà không nhìn thấy tôm đâu. À đây. Đây. Lần đầu tiên kiểu hai đứa mà đi kiểu ăn đàng hoàng này bình thường toàn KFC. Còn đây. Nói chung là tôm nhâm này cũng không ngon cho lắm. Trộn cơm lên. Đây là cơm. Ồ. Ê nhìn này. Nhìn trông. Đã nó phải kiểu chảy chảy ra chứ nhỉ. Ừ. Một món ăn rất là quen thuộc. Tôm ớt này vị kỳ vậy. Nó cứ có mùi nước đáy thôi. Tôm thì ngon lắm. Không ngon lắm gì nào. Mấy cái topping này thì bình thường. Đây là đây không phải là bò. Đây là bò nóng hộp. Quen đấy. Không ngon. Món này tương đối đơn giản. Ăn được. Ở cái mốt này mà kiếm được những cái thứ này để mà ăn là tốt lắm rồi. Không chết đói là may rồi. Không phải khẩu nghiệp để ăn uống. Em nghe nói thấy ẩm thực của mốt kiểu kém lắm. Ừ chả thế, kém bạn. Món này ngon. Có 6 món thì 3 món ngon, 3 món chán. Sau đây mình sẽ công bố kết quả của cuộc thi Người đẹp châu Á tại Moscow. Mình sẽ có tiêu chí chấm giải là về giao diện và về ăn có ngon không. Giải best sẽ thuộc về em
người đẹp đến từ Trung Quốc mà chấp nhận được. Trời ơi, cái con vịt này hôi kinh khủng. Cái này ăn xong rồi, con này nó ăn xong nó có phải nhè ra chứ. Thì vịt này rất là hôi nhá, xong rồi nước dùng thì nhạt nhẽo. Cái sợi mì này thì bỏ. Nói chung là về hình thức của em ấy thì cũng trong nhìn cũng khá là xinh xắn nhưng mà ăn thì cứt ạ. Tại người đẹp lừa tình sẽ hồi hộp quá. Ôi hồi hộp quá. Người đẹp ảnh sẽ thuộc về em gái đến từ Thái Lan này. Lên ảnh rất là đẹp nhá, màu sắc rất là kiểu nhã nhặn nhá. Đấy, không không phải nhã nhặn đâu, nhìn màu sắc rất là bốc lửa nhá. Thế nhưng khi mình ăn vào thì mình cảm thấy là ồ, đây hỏi là tôm yum. Mình cũng không đòi hỏi quá nhiều về chuyện món Thái Lan ở Moscow đâu. Là thôi, tạm dừng em này lại. Tiếp theo là đến cũng là một người đẹp lừa tình, nhưng mà người đẹp lừa tình hai, một cô em gái đến từ Hàn Quốc. Vâng, trông nhìn giao diện thì khá là giống Hàn Quốc đúng không? Nhưng không, khi mà ăn vào mồm ấy thì cái bình thường là bibimbap là người ta sẽ có cái tương ớt Hàn Quốc để trộn vào cùng, nhưng mà đây không phải tương ớt Hàn Quốc, đây như kiểu là mayonnaise xong rồi trộn cùng với cả một cái sốt gì đó mình không biết là tên gì. Nói chung là em không ngon, em chỉ được cái xinh thôi. À, giải Á hôm nay sẽ thuộc về cái này, ăn hết rồi. Hỏi một chút, takoyaki. Nói chung là ăn được. Thế thôi, chả có cảm nhận gì. Tiếp theo, giải Á hạng 1 sẽ là một người đẹp mà mình không biết đến từ đâu. Gà sốt chua ngọt. Ăn nó như kiểu là sườn sốt chua ngọt nhưng mà phiên bản cánh gà ấy. Nói chung em khá là xinh và trông em khá là ngon. I love you. Và mọi người biết rồi đấy, ngôi vị hoa hậu hôm nay thuộc về ai? Xin chúc mừng Việt Nam. Ăn hết rồi. Việt Nam Skya. Nói chung là em rất là xinh, em ăn rất là ngon. Em ngon nhất chỗ này không phải là vì là món quê mình mà mình thiên vị đâu, mà vì ngon rồi. Mà mọi người nhìn thấy đấy, tất cả những cái khách mà người ta đến đây ăn ấy, đa phần người ta đều ăn món Việt Nam mà, chứng tỏ là đồ ăn quê mình rất ngon đúng không? Gần đầu cái coi. Vâng, cảm ơn mọi người đã theo dõi Cookie Hoa hậu ẩm thực châu Á tại nước ngày hôm nay do mình tổ chức. Hello. Hello. Và bây giờ chúng mình sẽ đi shopping. Let's go. Let's go. Nò vãi. Mình cũng kiểu bị hoang mang sky ấy. Vì là mình đã ghi hết tất cả các wishlist ở nhà rồi mà. Đây. Và bây giờ mình lại tiếp tục lạc trôi xuống đây. Mình nghĩ là mình sẽ chỉ mua kem bông này thôi. Đây là lọ kem mà mình đã dùng đến lọ thứ 5 rồi. Mình sẽ tiếp tục mua nó. Mua xương xương thôi để mấy nữa. Mua xương xương thôi. Để mấy nữa xương thôi các bạn. Để mấy nữa Friday còn mua tiếp. Vì cuối tuần cho nên là mọi người đã đi mua sắm đông rồi, đông nên là mình cũng không kịp quay cái gì hết. Bây giờ bọn mình sẽ đi ra một cái quán cà phê nào đấy ngồi, sau đấy mình sẽ bóc đồ ra cho mọi người xem nhá. Cô em Tracy đợi với. À, bây giờ bọn mình vừa đi shopping xong, bây giờ ngồi nghỉ một tí ôm mệt quá. Hết pin rồi này. Đây là bây giờ mình đang phải quay mọi thứ bằng cái con dế yêu của mình. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem những cái thứ đâu mà mình đã mua. Đầu tiên là cái thứ đầu tiên đây. Đây là một cái từ hoa cúc, trong cái bộ hoa cúc đấy, cái toner thì mình dùng rồi. Nói chung là nó mọi người cứ kiểu tân bốc nó lên là thần thánh các thứ ấy, nhưng mà mình thấy là nó cũng bình thường thôi à. Nó chỉ đặc sắc hơn những cái khác là vì nó có chữ Q. Thế thôi. Còn lại thì mình dùng thử, mình đã bôi thử cái kem này ra tay, mình thấy nó rất là mướt mịn là mình sẽ mua về dùng thử. Sau đấy thì mình sẽ review vào người sau. Cái này thì mình nghĩ là tự mua hãng nào, giống hãng nào thôi, mình tiện thì mình mua. Cái lọ kem này có giá là lần đầu tiên bóc ra các bạn ạ. 3.700 rúp, tương đương với lại 1.300.000. Mẹ tính nhanh chưa? Cái này son dưỡng môi có giá là 790 rúp, nghĩa là hơn 200.000 rồi đấy. Xong mình mua xương xương thôi, bởi vì mình biết là cái hãng này Friday nó cũng chẳng giảm giá đâu, nên là thôi mua luôn, đang tiện thì mua. Tiếp theo là lớp hãng này Friday cũng rất là ít khi giảm giá, nên là không giảm giá. Không giảm giá. Không bao giờ giảm giá. Đấy, mình mua sắm là mình phải có một cái đầu óc mọi người. Nói chung là mình phải dùng cái này này. Mình phải biết là
bây giờ là đầu tháng 11 rồi, cuối tháng 11 là chắc chắn sẽ có Friday, nên là mình sẽ chỉ mua những cái hãng mà chắc chắn là nó không bao giờ giảm giá. Và cái này chị nữa rất là tốt nên là mình đã mua thử về. Tên nó là Macadam Mint Tea. Mình không biết là mình đọc có đúng không, nhưng mà đại khái nó là một cái sự kết hợp giữa maca và mint. Thì đúng, khi mà mình mở ra thì nó có mùi hạt maca và bạc hà thật. Đây là một cái tẩy da chết môi làm từ đường. Mình nghĩ là cái này mình hoàn toàn có thể DIY được, nhưng mà mình lười ấy, nên là mình đã mua sẵn luôn. Thì cái mùi này là mùi bubblegum, khá là thơm, cũng không thơm lắm đâu, nhưng mà là cái mùi đỡ nhất trong năm mùi. Mấy cái mùi kia mùi có cái thì như kiểu mùi nước đáy khỉ ấy, cái thì mùi kiểu hắc hắc ấy, sợ cực. Cái mùi này là kiểu ngọt ngào cô bé dâu tây nhất rồi, mặc dù nó hơi giống mùi thuốc đánh răng trẻ con. Tiếp theo là đến hãng này, hãng mình rất là yêu thích, đã dùng 2 năm nay rồi, đấy là Body Shop. Tên của cái này là kem body, nó thuộc dòng Spa of the World của The Body Shop. Cái loại này, cái mùi này là mùi hoa lan Nhật, Japanese Camellia Cream. Cái chất kem của nó thì khá là soft mịn, khi bôi vào thì nó thẩm thấu vào da mình luôn. Mình dùng lọ này là lọ thứ 5 rồi và chưa có dấu hiệu muốn đổi. Nếu ai mà kiếm được một cái lọ kem body nào mà thích hơn lọ này thì hãy comment bên dưới cho mình biết. Cái này có giá là 1.990 rúp, tương đương với lại 700.000 ở Việt Nam. Đúng vậy, là The Body Shop mới chịu cơ, có giá 200 rúp. Xong. Tiếp theo là một chiếc Sephora Russia, cho nhìn cái túi này đã xấu còn kết cấu bằng nhựa, chả biết bảo vệ môi trường gì cả. Những cái sản phẩm này thì rất là quen thuộc với mình rồi. Thì ai mà theo dõi Instagram story của mình thì cũng biết mình là một tín đồ của Clinique. Sản phẩm đầu tiên đấy là sáp tẩy trang Clinique Quick Clean Cleansing Balm. Đây là một cái tẩy trang dạng sáp. Mình dùng cái này trước bước tẩy trang nước, bởi vì là mặt mình rất là hay makeup này. Với cả mình là một đứa hơi cẩu thả một tí, là mình dùng cái tẩy trang dạng dầu, mình sợ là mình sẽ nhũ hóa không kỹ gây bít tắc lỗ chân lông, là mình dùng cái này dễ nhũ hóa hơn. Mình biết rằng là mình ngu, bởi vì là sắp Black Friday rồi, kiểu gì cái hãng này nó cũng giảm giá thêm một tí nữa, nhưng mà vì mình đã dùng hết mất rồi là mình đã mua luôn. Cái này có giá 1.750, tính ra tiền Việt Nam là bao nhiêu ta? 1.745 là tầm 600.000. Kem dưỡng ẩm Clinique 72 giờ, có kết cấu dạng gel, đã phù hợp với những bạn nào mà da dầu hay là da khô. Nhưng mà tại vì da của mình đang kiểu mẫn cảm và bị mụn một tí, nên là mình sẽ mua cái loại này hơn là cái loại mà chuyên dùng cho da khô. Mình thấy cái chất kem của nó rất là đặc, chỉ phù hợp với thời tiết ở bên này thôi. Mà với thời tiết bên này mình đã có cái lọ này là đủ, nên là cái này mình sẽ để dành về Việt Nam, mình sẽ dùng phù hợp với thời tiết quê mình. Tiếp theo là kem mắt. Kem mắt thì mình dùng loại Clinique Honorable Eye Rich. Cái loại này nó đậm đặc hơn là cái loại Honorable Eye bình thường. Còn cái gì nữa nhỉ? Nước hoa Vichy, đây là cái dòng nước hoa mới ra. Mình test thử thì mình thấy cái mùi này cũng khá là hợp với mình. Nó có mùi hương hoa cỏ, xen lẫn với một ít mùi gỗ. Phù hợp dùng kiểu Girl Night Out Party ấy, mà thích hợp cho những cô gái có style lồng lộn như thế này. Em nó sẽ có giao diện như thế này, trông nhìn như chai dầu gió ấy nhỉ. Thật, nhìn như kiểu dầu gió Trường Sơn vậy. Cái lúc mà xịt ra mùi nó hơi khó chịu một tí. Nó bay một ít rồi thì mùi của nó rất là, nói nào nhỉ, nó mùi nó kiểu quý cô thành điệu ấy. Mình thích. Đây là mẫu dùng thử, về sẽ dùng thử xem sao. Hết rồi, cộng xương xương đống này xem là tổng thiệt hại là bao nhiêu nhé. Đó chính là 17.835. Chia 3 hết 5.945.000. 6 triệu. Đừng cho mẹ mình biết nhá. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video lần này. Đừng quên like, subscribe và ấn hình chuông để đón xem những cái video tiếp theo của mình nhé. Tập 1 của series Lady Moscow đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở tập 2 nhé. Bye bye.